Con đọc trong Kinh Tăng Chi chương 3 Pháp Phẩm Lớn bài Kinh 69 các căn bản bất thiện có câu như sau: Các ác bất thiện pháp do si sanh đã được đoạn tận, được chặt từ gốc rễ, được làm cho như thân kẻ ta la, được làm cho không thể hiện hữu, được làm cho không sanh khởi trong tương lai, ngay trong hiện tại được sống an lạc, không có khổ não, không có ưu não, không có nhiệt não, ngay hiện tại đạt được niết bàn. Con xin sư cho con hỏi bát niết bàn ở đây nghĩa là gì? Ở trong cái chú giải đó, nó có một cái đoạn chú giải của bài kinh này đó, có cái đoạn như thế này: Parinibbaya ti ti appacchaya parinibbana parinibbaya ti. Thì cái niết bàn á, niết bàn á thì mình dịch là niết bàn rồi, còn cái pa lý là nó giống như nó là một cái tiền tố ở đằng trước, giống như là nó giống như là tốt hơn, mang cái ý nghĩa là để nó tăng cường, nó tốt hơn cho cái ý nghĩa câu sau, cho cái từ Pali ở đằng sau. Thành ra là cái niết bàn giá tí thì là niết bàn rồi, thì cái báo lý thì các vị thêm một cái chữ nữa, nó là bát niết bàn. Thì báo lý thì chắc có lẽ là các vị đó phiên âm thôi, thành ra là bát niết bàn. Thì cái bát niết bàn ở đây đó nghĩa là cái việc hoàn tất cái chuyện cần làm bằng chứng ngộ niết bàn, không còn tái sanh nữa, thì đó gọi là bát niết bàn. Nó dài dòng thì mình hiểu là cái người chứng ngộ niết bàn thì vì đó gọi là bát niết bàn, vậy đơn giản vậy thôi.